Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lan Thanh TV. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Một sản phụ một mình lái ô tô đi sinh con rồi tự xuất viện. Là phụ nữ, ai mà không muốn khoảng cách sinh con sẽ có chồng túc trực gần bên. Sự cổ vũ từ người bạn đời luôn là một động lực rất lớn để các mẹ yên tâm vượt cạn. Tuy nhiên lại có nhiều người không được trải qua niềm hạnh phúc thiêng liêng đó. Chẳng hạn như mới đây, câu chuyện người vợ một mình đi sinh con rồi tự lái xe xuất viện đang gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, người mẹ này đã đăng đoạn clip ghi lại cảnh lái xe từ bệnh viện về. Bên cạnh là một bé sơ sinh nằm gọn trong tấm chăn nhỏ. Trong đoạn clip, em bé nằm im, không quấy khóc cùng mẹ về nhà dù không có bố ở bên. Cảnh tượng này đã khiến không ít người phải cảm động. Chia sẻ ở phần bình luận bên dưới, chủ nhân đoạn clip cho biết do chồng đi chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình phức tạp nên dù biết tin vợ sinh con ở Bình Dương cũng không thể về được. Thế là chị đã tự ôm bụng bầu lái xe đến bệnh viện. Sau khi vượt cạn thành công, hai mẹ con tiếp tục tự đưa nhau về trên chiếc ô tô của gia đình. Người mẹ kể rằng, nhìn cảnh nhà khác đón con ở sảnh, còn mình chỉ có hai mẹ con lủi thủi xuống hầm lái xe cũng cảm thấy tủi thân. May mắn là có người nhìn thấy nên đã giúp chị xách hộ mấy cái túi đồ. Đây là những cái bình luận mình đọc cho các bạn cùng nghe luôn nha. Người ta đón con ở sảnh, hai mẹ con em lủi thủi đi xuống hầm lái xe. Em sinh một mình, vào đó nhờ cô Lý phụ 2 ngày đầu. Ngày thứ 3 em chăm, chiều em về luôn ạ. Em sinh mổ luôn đó, 3 ngày em sinh về sớm, dịch nên chỉ ở một mình. Và đi từ lúc đầu còn bầu đến lúc đẻ đã 1 tuần, vẫn con trực chốt, chưa có về được nhà luôn. Nhưng chị cũng hiểu chồng mình khi đó vì nhiệm vụ mới không thể về được, chứ không phải là không muốn về. Điều này cũng khiến cho người mẹ trẻ được an ủi phần nào. Cũng theo chia sẻ của người mẹ, trước khi sinh con, bố của bé gái đã đặt sẵn tên. Chị không sinh thường nhưng chỉ sau 3 ngày đã sinh xuất viện. 2 ngày đầu đều có hộ lý phụ giúp, đến ngày thứ 3 thì chị đã tự chăm sóc được cho em bé. Mặc dù nể phục sự kiên cường của người mẹ, nhưng cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho an toàn của hai mẹ con. Họ cho rằng việc tự lái xe đưa con nhỏ xuất viện, nhất là trong một tình trạng người mẹ không sinh thường, là khá nguy hiểm. Hơn nữa, một vài người còn tinh mắt nhận ra em bé không được đặt trong một chiếc ghế ngồi chuyên dụng cho xe hơi. Có thể rất tuổi thân, nhưng chúc chị và bé luôn mạnh khỏe yêu đời, hai mẹ con luôn là hậu phương vững chắc cho ba nhé. Rơi vào hoàn cảnh vậy thì cũng chỉ biết chấp nhận, nhưng hai mẹ con đã rất kiên cường rồi, cùng đợi đến ngày gia đình được đoàn tụ nhé. Biết là bạn đi sinh con cũng vội vàng, nhưng về sau nên sắm ghế ngồi trong xe hơi của con nít cho an toàn nha. Thực sự không phải ai cũng mạnh mẽ được như em, mong là chồng em sẽ sớm vượt về bên gia đình, tận hưởng niềm hạnh phúc làm cha nhé. Người mẹ sau đó cũng nhanh chóng đáp lại những bình luận này và không quên cảm ơn sự quan tâm của mọi người. May là đường về bằng phẳng và không có một bóng xe, mình về nhà an toàn, bé vẫn ngủ ngoan. Dù đoạn clip chưa được xác định thực hư, nhưng nó vẫn đang thu hút sự quan tâm của mọi người. Đúng là xen lẫn giữa những tin tức ảm đạm của mùa dịch, vẫn còn những câu chuyện cảm động biết bao. Hy vọng dịch sẽ sớm qua đi để mỗi gia đình lại được hạnh phúc quây quần bên nhau vào những khoảnh khắc quan trọng nhất.